Quang Trung xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với cái channel YouTube của VQT Music Academy cũng như của Vũ Quang Trung. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia và đóng góp các cái ý kiến để cho cái channel của Vũ Quang Trung mỗi ngày được tốt hơn. Và trong cái bài tập của ngày hôm nay thì Vũ Quang Trung sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài học có thể nói rất lý thú, đó là về chơi jazz, ballad hay là cái phong cách gọi là cocktail. Và trong cái bài tập này thì Vũ Quang Trung sẽ giới thiệu cho các bạn cách chơi những cái hợp âm rất là đơn giản bên tay trái và sử dụng cái scale gì để các bạn có thể solo hay ngẫu hứng bên tay phải, tạo ra được cái âm sắc giống như là các bạn vừa mới nghe, là mang cái phong cách như jazz và rất là nhẹ nhàng. Và những bạn nào tham gia lần đầu tiên trong cái channel của Vũ Quang Trung thì có thể nhấn vào nút subscribe cũng như là nhấn vào cái nút chuông để nhận được những cái video hàng tuần mà Vũ Quang Trung chia sẻ trên YouTube. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong cái phần bài tập ngày hôm nay. Trước tiên mình sẽ chơi trên giọng là đô trưởng. Và các bạn sẽ chọn ra 4 hợp âm. 4 hợp âm này nó gọi theo một cái vòng hợp âm. Trên tiếng Anh người ta gọi đó là turnaround. Và vòng hợp âm mình đang chơi ở đây gọi là 1-6-2-5. Trên tiếng Anh người ta gọi là 1-6-2-5. Hợp âm đầu tiên các bạn sẽ chơi là đô bảy trưởng hay là C major 7. Hợp âm thứ hai các bạn sẽ chơi là la thứ 7 hay là A minor 7. Hợp âm thứ ba các bạn sẽ chơi là re thứ 7 hay là D minor 7. Hợp âm thứ tư các bạn sẽ chơi là son 7 hay là G7. Và Vũ Quang Trung cố gắng vừa đọc trên tiếng Anh và vừa đọc trên tiếng Việt để các bạn có cái khái niệm là hiểu trên tiếng Việt, cũng như là các bạn dần dần các bạn sẽ hiểu được các hợp âm này, cách gọi của nó ở trên tiếng Anh. Và cái phương pháp đầu tiên các bạn sẽ chơi cho bên tay trái là cái gì? Thì các bạn sẽ chơi bấm cái hợp âm này một cách đơn giản là chỉ có 3 nốt mà thôi. Và trên tiếng Anh người ta gọi cái kỹ thuật đó gọi là shell voicing. Nào, hợp âm đầu tiên như các bạn biết là bạn đang có là đô bảy trưởng. Và các bạn sẽ chơi là nốt đô ở đây. Và các bạn sẽ chơi là bậc 3 và bậc 7. Như vậy là đô. Đây là đô bảy trưởng. Như vậy các bạn thấy không? Mình có chơi 3 nốt. Sau đó hợp âm la thứ 7 mình sẽ chơi là la. Và mình sẽ chơi bậc 7 và bậc 3. Cũng giống vậy. Hoặc là cũng giống vậy. Hoặc đô này. Đô này. La này. Thay bởi vì mình chơi là đô và son ở đây, tức là bậc 3 và bậc 7 đây, mình có thể chơi là son và đô ở đây cũng được, đúng không? Đó. Nào, hợp âm kế tiếp sẽ là re thứ 7, đúng không? Re, và mình sẽ chơi là 3 và 7. Hợp âm son 7 mình sẽ chơi giống như vậy. Và mình sẽ chơi như thế này. Như vậy các bạn đã thấy rằng là với cái kỹ thuật người ta gọi đầu tiên gọi là shell voicing, tức là cho những bạn mà bắt đầu chơi nhạc trà, cũng như các bạn khi mà đang phải ngẫu hứng bên tay phải thì các bạn sẽ không muốn chơi những cái hợp âm nào đó quá phức tạp bên tay trái. Và đương nhiên đây là cái bài học trong cái phần 1 và Vũ Quang Trung sẽ chia sẻ tiếp cái bài học phần 2. Và các bạn có thể sẽ đón xem vào trong cái video kế tiếp. Và Vũ Quang Trung sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp để chơi cùng hợp âm như thế này nhưng mà ở một cái bước nâng cao hơn. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ tập với cái cách mà đơn giản nhất, basic nhất để có thể chơi được những hợp âm có bậc 7 này. Cách của các bạn chơi người ta gọi là stride technique, tức là làm sao đi xuống, hay là cái kỹ thuật mà chơi stride, tức là chơi nốt gốc ở đây rồi đi lên la thứ 7 này, re, rồi son, rồi đó, sau đó trở về lại với đô. Như vậy các bạn đã có bên tay trái để chơi các hợp âm đó và cũng như là cái cách của các bạn để chơi. Sau đó mình sang bên tay phải. Thì bên tay phải thì mình sẽ chơi một cái scale. Mà scale đó mình sẽ gọi là major blues scale. Và mình chơi trên giọng là đô trưởng. Và như các bạn thấy đấy, nếu như mà mình dịch toàn bộ ra tiếng Việt đúng không? Thì là đô thì mình sẽ là C đúng không? Ví dụ tiếng Anh người ta gọi là C major blues scale. Thì bây giờ nếu mà mình dịch ra thành tiếng Việt thì C nó sẽ trở thành là đô, major sẽ thành trưởng, blues scale thì có thể mình phải dịch ra thành là gam màu xanh. Đâm ra là có đôi khi có một số các cái danh từ
mà trên âm nhạc trên tiếng Anh các bạn có thể dùng trực tiếp trên tiếng Anh cũng được, cũng bạn cũng không nhất thiết cần phải dịch ra tiếng Việt. Nếu như các bạn muốn phải hiểu, nhất định phải hiểu theo tiếng Việt, các bạn có thể dịch ra như vậy là đô trưởng blues scale, thì cuối cùng mình cũng gọi là blues scale thôi đúng không? Mình cũng đâu nhất thiết phải dịch nó ra thành là màu xanh của gam đâu đúng không? Mình không nhất thiết cái đó. Nào, bây giờ mình sẽ có những cái nốt gì trong cái scale đó nhé. Mình sẽ có nốt đô này. Đô, rê, mi giáng, mi thường và son la. Và ngón tay các bạn sẽ chơi là 1 2 3, sau đó chuyển ngón số 1 vào đây, 1 2 3 và 5 vào đây. Các bạn có thể chơi như này. Và phương pháp tập đầu tiên thì các bạn sẽ tập chơi với cả swing feel, tức là chơi với cái mà gọi là cái nhịp, gọi là nhịp có cái chùm ba đấy. Các bạn chơi như này là 1 2 3 4 times tam pam 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 tam pam 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 pam. Đó nhé. Các bạn chơi với cái cách đó. Thay bởi vì các bạn chơi là 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and thì nó sẽ cảm giác rất là cứng. Rồi sau đó các bạn sẽ thử vào trong cái bên tay trái của mình chơi các hợp âm mà mình vừa mới có, rồi sau đó đi cùng với cái scale này. Và như Vũ Công Trung vừa mới đưa cái tip hay là cái mẹo cho các bạn chơi với cả eighth note. Eighth note tức là móc đơn đấy, móc đơn nhưng mà mình phải chơi với cả cái swing nhá. Thì mình chơi giống như này: 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and now 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Các bạn thấy không? Mình cứ chơi đi chơi lại và bắt đầu đang từ một cái scale thôi. Trong cái đó bên tay trái các bạn chuyển bốn hợp âm là từ đô về la sang rê rồi sang son. Sau khi các bạn chơi quen như vậy rồi thì mình bắt đầu có thể là cái giai điệu này đi lên hoặc có thể sẽ đi xuống nhá. One. Như vậy các bạn đã có cái khái niệm rằng là bắt đầu cái bước đầu tiên là sẽ ngẫu hứng bên tay phải như thế nào, rồi sau đó sẽ đưa vào tay trái như thế nào. Và bây giờ thì Vũ Công Trung sẽ chơi thử trên cái phần nhạc backing track để cho các bạn sẽ thấy cái cảm giác như thế nào nhé. Và các bạn đã có cái khái niệm là tập cái scale này từng bước đơn giản một và sau đó cái hợp âm bên tay trái này chơi như thế nào rồi. Và bước kế tiếp thì Vũ Công Trung sẽ đưa cái phần backing track này, các phần nhạc đệm này, Vũ Công Trung chơi một vài cái câu nhịp đầu tiên, ví dụ như là chơi một vài câu dạo trong cái đô trưởng, sau đó các bạn chơi kế tiếp, mình lại chơi tiếp là ở cái hợp âm đầu tiên đô trưởng để là giống như mình lấy đà cho các bạn và các bạn tập theo nhé. Thì như vậy các bạn sẽ có cái khái niệm là mình sẽ tập như thế nào. Nào, bây giờ mới bắt đầu vui vui một chút xíu này. 1, 2, 3. La thứ. Rê. Nào, các bạn sang son. Trở lại này. Đô. Về la. Son. Như vừa rồi thì các bạn đã thấy đấy, mình vừa mới chơi vui vui với nhau một chút xíu, các bạn thấy là các bạn sẽ tập và các bạn có thể xem đi xem lại cái video này nhiều lần cũng như là xem các cái scale này các bạn đang kết hợp giữa
tay phải và tay trái như thế nào. Và như Vũ Công Trung nói, đây là cái bài tập đầu tiên là về jazz ballad số 1 và cái số 2 sẽ là tiếp tục trong cái tuần kế tiếp, và từ phần solo cũng như là các cái phần mà các bạn đang chơi cho bên tay trái cao và âm này nó sẽ được nâng cao lên ở một cái bước khác nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia trong cái channel này của Vũ Quang Trung, đóng góp rất là nhiều những cái ý kiến hay, và có thể cũng như là yêu cầu những cái tác phẩm cũng như là kỹ thuật cũng như là jazz. Và các bạn có thể tham gia trong cái website của Vũ Quang Trung, đó là vqtpiano.com. Ở đây thì Vũ Quang Trung sẽ bỏ lên rất nhiều các cái khóa học nữa, và trong đó có rất là nhiều các khóa học mà free các bạn có thể đăng ký và có thể tập. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong cái tuần tới.